Một ngày nọ tiên tri của Chúa đến nói với David: có một cái người kia, nhà có một con chiên thôi, có con chiên cái à. Trong khi ông chiên kia rất là giàu, nhưng mà cuối cùng cũng bắt con chiên cái của người ta làm thịt bạn đi. Theo vua xử như thế nào vua? Thằng đó hả? Đem ra chỉ ra cho ta đi, ta xử tội nó ngay. Và tiên tri của Chúa nói sao? Con người đó chính là vua. Thật ra khi nói như vậy David biết không ạ? Nhưng mà David cố tin là gì? Vòng vo một chút. Chắc có lẽ không ai biết đâu, cái việc tôi làm không ai biết đâu. Cho nên tại nơi đây chúng ta thấy rằng nếu như Chúa là chúng ta đang tôn thờ Ngài, chúng ta đang tin cậy Ngài và Ngài đang ở trong chúng ta. Nếu chúng ta tin rằng khi chúng ta thờ phượng Chúa thì có Ngài ở giữa hội thánh. Nếu ta tin rằng khi ta tiếp nhận Chúa thì Ngài ở trong chúng ta và Ngài dẫn dắt chúng ta. Ma quỷ ở một bên nó có thể trực chờ lúc lúc chúng ta có sự yếu đuối, có chúng ta thất bại gì đó, nó tấn công. Và nó kiện cáo với Chúa về những điều mà chúng ta phải vi phạm luật pháp của Ngài. Nó giống như kẻ hành pháp vậy đó. Đức Chúa Trời đang yêu thương chúng ta, Chúa Jesus cầu thay chúng ta như là một vị luật sư để biện hộ chúng ta. Còn nó giống như là công tố viên, lúc nào cũng chỉ trích, lên án, định tội để muốn làm sao để tiêu diệt. Dùng những cái hoàn cảnh để làm sao để gây tổn hại đến dân sự của Chúa. Cho nên tại đây Chúa nói thẳng với lại Joshua là gì? Israel có phạm tội. Bây giờ thay vì con quỳ đây, thay vì con sắp mặt xuống đây con cầu nguyện, thì bây giờ đi giải quyết cái vấn đề này đi. Giả sử như trong hội thánh có những người phạm tội, thì anh chị em chúng ta cầu nguyện, nhưng mà thay vì cầu nguyện, bây giờ chúng ta đến chúng ta giải quyết thẳng vấn đề. Chúng ta giúp đỡ người đó để người đó hoặc là người đó ra khỏi tội lỗi. Chúng ta có một thắc mắc. Tôi không biết chị em có thắc mắc giống như tôi không. Tại sao Ahi phạm tội thì việc của Ahi, nhưng tại sao Ahi phạm tội mà lại ảnh hưởng đến dân Israel, đến nỗi là 36 người chết? Một người phạm tội kia mà đến 36 người chết trước Ahi. Vì sao vậy chị em? Nếu A-can phạm tội là việc của A-can, A-can phạm tội thì xử A-can. Tại sao A-can phạm tội mà lại ảnh hưởng đến cả Israel? Cũng cái cách mà Joshua cầu nguyện, đó là nếu như dân Israel giết chúng tôi thì tiêu diệt danh của chúng tôi khỏi đất, rồi Chúa sẽ làm trao cho danh ấn của Chúa. Dân Israel vinh quang, Chúa cũng được vinh quang. Vì Israel phạm tội thì Chúa, danh của Ngài bị tổn hại, tại vì Ngài đã yêu dân Israel, Ngài đã cưới dân Israel. Chúa nói rằng ta cưới ngươi cho ta đời đời, ta cưới ngươi cho ta trong sự công bình và sự thánh khiết.